Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh, Nguyễn Văn Nên vờn Lê Thanh Hải. Đại hội lần thứ 13 đã xong, buổi họp lần thứ 11 của Quốc hội khóa 14 cũng xong. Mâm cỗ quyền lực cơ bản đã được chia chác. Có thể chỉ còn một số trục trặc nhỏ rồi sang tháng 5 bầu Quốc hội khóa 15 và sau đó là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trò nhậm chức tại các chức danh nhà nước cũng là xong. Xem như hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang rảnh tay. Lò của ông Trọng kể từ khi bắt Tất Thành Cang vào hồi tháng 12 năm ngoái cho đến bây giờ chưa bắt được thanh củi nào đáng kể. Những thanh củi mà người dân đang chờ đợi đều là những thanh củi lớn, không biết nó có vừa cái lò của ông Trọng hay không. Ông Nguyễn Phú Trọng là người thù dai và rất tham danh. Ông muốn bản thân ông trở thành nhân vật được sùng bái như Hồ Chí Minh là điều ai cũng thấy. Được cái hình ảnh đó, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ biết bám vào cái lò mà ông đã đang so xây dựng và kéo lê khắp nơi trong cả nước. Nếu nói nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Phú Trọng hốt được một thanh củi là Ủy viên Bộ Chính trị, thì nhiệm kỳ 2021-2026, ông cần phải dọn sạch những thanh củi gộc thuộc Bộ Chính trị. Được biết hiện nay, ông có 4 thanh củi gộc đang chờ dẹp. Đó là Nguyễn Văn Bình, cựu trưởng ban kinh tế trung ương; Hoàng Trung Hải, cựu bí thư thành phố Hà Nội; Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh; và Nguyễn Tân Dũng, cựu thủ tướng chính phủ. Ngoài ra còn có 2 nhân vật là cựu ủy viên trung ương đảng cũng thuộc thành phần củi cộc nhưng nhỏ hơn 4 thanh củi kia một chút. Đó là Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã đốt khá nhiều củi tươi, tuy nhiên với củi gộc thì ông Trọng có đốt được hay không vẫn là một câu hỏi. Với hàng loạt thanh củi lớn như vậy, xem ra đấy không phải là bài toán dễ cho Nguyễn Phú Trọng thực hiện. Hiện nay có 6 thanh củi trên, mà Nguyễn Phú Trọng động vào thanh củi nào cũng tạo ra chấn động trong xã hội cả. Trong 6 thanh củi đó, thanh củi Nguyễn Tân Dũng có thể nói là xem như là bất khả xâm phạm. Trừ Nguyễn Tân Dũng, 5 thanh củi còn lại, không thanh củi nào đủ lực để thọc sâu vào chính trường và tác động đến nhân sự của chính phủ như ông Nguyễn Tân Dũng. Vì thế, thanh củi Nguyễn Tân Dũng xem ra là nhiệm vụ bất khả thi đối với ông Nguyễn Phú Trọng ngày một già nua. Và tiếp theo là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chọn án nào đánh trước tiền. Vụ án gang thép Thái Nguyên có dính dáng đến sai phạm của Hoàng Trung Hải, nhưng cả bị cáo lẫn chủ tọa phiên tòa đều từ chối động chạm đến Hoàng Trung Hải, thì xem ra ông Hoàng Trung Hải còn mạnh lắm. Có thể là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ né Hoàng Trung Hải vì những vấn đề chính trị phức tạp. Có lẽ là ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang quay mũi dùi vào những nhân vật gốc thuần Việt, chứ không dám động vào những quan chức có dính dáng đến yếu tố với Trung Quốc. Vào ngày 13 tháng 4 năm 2021, trên báo Dân Chí có bài viết Bí thư Nguyễn Văn Nên dồn sức giải quyết tồn đọng ở Thủ Thiêm. Đây được xem như là hành động tuyên chiến với nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Vấn đề Thủ Thiêm là vấn đề nhức nhối mà ngay cả ông Nguyễn Thiện Nhân có nỗ lực thế nào cũng không thể làm được gì. Áp lực vụ án Thủ Thiêm lớn đến mức buộc Nguyễn Thiện Nhân hứa dân rồi quỵt luôn lời hứa, chứ nhất thiết không dám động đến thế lực ngầm tại thành phố này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên đang chuẩn bị cuộc chiến. Ông Nguyễn Văn Nên mới về thành phố được 7 tháng, tuy nhiên việc cho bắt giữ Tất Thành Cang là một điểm sáng cho thấy ông Nên khác biệt với ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nguyễn Văn Nên là cánh tay nối dài của Nguyễn Phú Trọng tại miền Nam là điều mà ai cũng có thể nhận ra, nhưng đó là một chuyện bắt Tất Thành Cang, còn việc bắt 3 nhân vật còn lại trong sai phạm Thủ Thiêm thì khó hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Văn Nên chưa nói gì nhiều, ông ta chỉ nói là ông ta sẽ dồn sức giải quyết tồn đọng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Còn vấn đề tồn đọng phía nào thì ông ta cũng chưa nói. Việc tồn đọng về những yêu sách của người dân thì cho dù ông Nên có giải quyết bằng cách nào đi nữa sẽ không xong nếu ông vẫn còn bao che cho thế lực hại dân, hại nước. Đó là Hải, Quân và Đùa. Vào ngày 13 tháng 4 năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 với sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Nên. Và ông đã phát biểu như vậy và chắc chắn rằng trong buổi họp đó không thiếu thành phần tai mắt của Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa.
đụng đến quy hoạch là có thể bứt dây đụng rừng. Đây là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam thừa biết. Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, ông ta sẽ chỉ đạo thành phố Thủ Đức tiếp tục triển khai tập trung đầu tư xây dựng để hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Vấn đề quan trọng nhất là rà soát chất lượng của đồ án quy hoạch và những khu vực phát triển và triển khai ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân thì phải có kế hoạch khắc phục, và đụng đến quy hoạch là đụng đến ổ sai phạm của Bộ Tứ, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua và Tất Thành Cang. Ai cũng biết bức xúc của dư luận về vấn đề Thủ Thiêm có hai phần. Phần thứ nhất là giải quyết vấn đề oan khiên cho người dân Thủ Thiêm. Phần thứ nhì là xử lý nhóm lợi ích lãnh đạo đã tạo ra chỗ oan cho bà con Thủ Thiêm. Vấn đề nào cũng là vấn đề hết sức gai góc. Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, ông ta sẽ dồn sức giải quyết những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận của xã hội. Ông cho biết thêm, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho Thành phố Hồ Chí Minh để có điều kiện phát triển. Nghĩa là ông Nên muốn trấn an mọi người là việc ông ta làm đã được bật đèn xanh từ Trung ương, mà Trung ương ai muốn xử lý nhóm Hải, Quân, Cang, Đua thì chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Sau khi bắt Tất Thành Cang, tiếng thơm của ông Nguyễn Văn Nên được vang xa. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến cho rằng với một mình Tất Thành Cang thì ông Nguyễn Văn Nên có thể ra tay được. Nhưng với một nhóm ba người đang liên minh liên kết với nhau thì chưa chắc gì Nguyễn Văn Nên làm nổi. Dù cho thành tích bắt được Tất Thành Cang, nhiều người cũng không tin ông Nguyễn Văn Nên có thể làm nên chuyện. Đây là hình ảnh Bộ Tứ gồm 4 thanh củi trụm 1 còn 3. Tại hội nghị này còn có ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người mà từ năm 2018 đã thông báo Thành ủy đã mất bản đồ quy hoạch gốc mà trước đó Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phê duyệt trước khi có quyết định quy đổi và quy hoạch của Nguyễn Văn Đua. Ông Võ Văn Hoan được cho là một trong tay thân tín của ông Lê Thanh Hải. Điều này cũng cho thấy việc dẹp bỏ cái ung nhọt Thủ Thiêm càng trở nên mong manh hơn đối với ông Nguyễn Văn Nên. Nguyễn Văn Nên chuẩn bị để chiến, tuy nhiên có thành hay không lại là một chuyện khác. Vào ngày 17 tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Văn Nên cho biết ông không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong đó ông ta cho biết lý do là ông ta thấy cần nhiều thời gian thỏa đáng để tiếp cận sâu và hoàn thiện công việc của Thành phố Hồ Chí Minh nên không tham gia Quốc hội. Ông sẽ dành thời gian để cùng Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể hóa nội dung, thực hiện tốt những chương trình và đề án mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 đã xác định. Mà như Đại hội thành phố lần thứ 11 vẫn đặt ưu tiên cho vấn đề Thủ Thiêm, như vậy là ông Nên đã phải hy sinh công việc của đại biểu Quốc hội để tập trung vào công việc mà ông Nguyễn Phú Trọng đã giao phó. Được thưởng cho chức bí thư Thành ủy thì ắt ông Nguyễn Phú Trọng không thể chỉ kỳ vọng ông Nguyễn Văn Nên chỉ làm như những gì ông Nguyễn Thiện Nhân đã làm, mà còn kỳ vọng hơn nữa. Hiện người ta đang đợi ông Nguyễn Phú Trọng tống nhiều thanh củi bự vào lò trong nhiệm kỳ 2021-2026 này. Trong đó, thanh củi Lê Thanh Hải sẽ là thanh củi đầu tiên mà ông Trọng nhắm đến. Sự thành bại của công cuộc đốt lò giai đoạn 2 của ông Nguyễn Phú Trọng đang đặt lên vai Nguyễn Văn Nên. Ông Trọng cũng phải làm gì đó để củng cố tham vọng bình thiên hạ của ông, đặc biệt sau khi ông tiếp tục nhiệm kỳ 3 của chức tổng bí thư đi ngược lại với điều lệ của Đảng Cộng sản. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang vấp phải cản lực ngầm rất lớn trong chiến dịch đưa cựu bí thư Hoàng Trung Hải vào lò. Nếu ông Nguyễn Văn Nên mà bất lực trước Lê Thanh Hải tại Thành phố Hồ Chí Minh nữa thì xem ra nguy cơ lò bị tắt là rất cao. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên đã chuẩn bị để chiến, còn công thành công hay không cũng phải chờ. Hiện nay, liên minh Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Nên là đang chia để đánh. Nguyễn Phú Trọng đánh mặt trận ngoài Bắc, còn Nguyễn Văn Nên chịu trách nhiệm mặt trận trong Nam. Cách bổ sung và phân người, phân vai của ông Trọng xem ra rất hợp lý. Tuy nhiên, thành công hay không thì cũng phải chờ, bởi lẽ thế lực bị đánh là hạng cá mập trắng, chứ chẳng phải tôm tép gì đâu mà họ có thể dễ dàng đánh được. Điều này sẽ hứa hẹn cam go cho phe ông Nguyễn Phú Trọng, còn thành công hay không thì thời gian sẽ phải trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 4 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh, Nguyễn Văn Nên vờn Lê Thanh Hải.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.